Tiền Nóng TV xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ ngày 21 tháng 4 năm 2020. Kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Sau đây là nội dung của bản tin. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2020 vàng tăng khi giá dầu thô xuống mức thấp kỷ lục. Giá vàng thế giới ngày 21 tháng 4 đã tăng trong khi giá dầu xuống mức thấp nhất hơn 2 thập kỷ, sát 11 đô la trên thùng và phần lớn các thị trường chứng khoán đi xuống. Trên sàn Kitco, giá vàng hôm nay giao dịch ở mức từ 1689 đến 1690 USD trên 1 ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 6 đã tăng 12,5 đô la trên 1 ounce ở mức 1711,2 USD trên 1 ounce. Giá vàng hôm nay cao hơn 31,9%, tương đương 409 USD trên 1 ounce so với đầu năm 2019. Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá là 46,9 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 1,1 triệu đồng so với giá vàng trong nước. Giá vàng thế giới đã tăng trở lại nhờ lực cầu bắt đáy sau cú tụt giảm cuối tuần trước và các thị trường tài chính hàng hóa biến động mạnh. Giá dầu xuống mức thấp nhất hơn 2 thập kỷ, tiến sát 11 đô la trên thùng, trong khi phần lớn các thị trường chứng khoán đi xuống. Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường dầu mỏ thế giới chao đảo khi dầu đã giảm tới 36%, có lúc xuống 11,04 USD trên thùng, mức thấp nhất trong vòng 21 năm qua. Giá dầu thô tương lai trên sàn NYMEX đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 8,79 đô la trên thùng. Trong khi 12 tháng trước, giá dầu thô NYMEX đã ở mức trên 60 đô la trên một thùng. Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng qua, giá dầu thô trên sàn NYMEX đã giảm tới 50 đô la trên thùng. Giá dầu giảm là một dấu hiệu cho thấy triển vọng của nền kinh tế thế giới khá u ám. Đây là một yếu tố thuận lợi đối với vàng. Vàng được dự báo tăng trong thời gian còn lại của năm và tới cả năm 2021, khi mà cả nước đã và đang bơm một lượng tiền rất lớn vào nền kinh tế thông qua các gói tài khoá về tiền tệ. Hiện chỉ số đô la Mỹ gần như ổn định. Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm giao dịch khoảng 0,632% hôm đầu tuần, giảm so với cuối tuần trước và cho thấy đây là một dấu hiệu của sự lo lắng cao trên thị trường hiện tại. Tại thị trường trong nước, vàng SJC Hồ Chí Minh mua vào là 47.250.000, bán ra là 48 triệu đồng một lượng. SJC Hà Nội mua vào là 47.250.000, bán ra là 48.020.000 đồng một lượng. Vàng Doji Hồ Chí Minh mua vào là 47.400.000 đồng, bán ra là 48.100.000 đồng một lượng. Vàng Doji Hà Nội mua vào là 47.400.000 đồng, bán ra là 48 triệu đồng một lượng. VNG Hồ Chí Minh mua vào là 47.200.000 đồng, bán ra là 48.300.000 đồng một lượng. VNG Hà Nội mua vào là 47.200.000 đồng, bán ra là 48.300.000 đồng một lượng. Tại phố quý SJC mua vào là 47.350.000, bán ra là 47.950.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng mua vào là 47.400.000 đồng, bán ra là 48.200.000 đồng một lượng. Tăng 50.000 đồng ở chiều mua và tăng 250.000 đồng ở chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào là 47.400.000 đồng, bán ra là 47.950.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Ngân hàng Exibank mua vào là 47.150.000, bán ra là 47.750.000 đồng một lượng. Ngân hàng ACB mua vào là 47.100.000 đồng, bán ra là 47.800.000 đồng một lượng. Ngân hàng Sacombank mua vào là 47.200.000 đồng, bán ra là 48.300.000 đồng một lượng. Ngân hàng SCB mua vào là 47.250.000, bán ra là 47.800.000 đồng một lượng. Ngân hàng Maritimebank mua vào là 47.100.000 đồng, bán ra là 48.400.000 đồng một lượng. Ngân hàng TPBank Gold mua vào là 47.400.000 đồng, bán ra là 48 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng SJC các chi nhánh khác. Tại các tỉnh thành phố thì giá vàng SJC ngày hôm nay
có giá niêm yết như sau: SJC Đà Nẵng mua vào là 47.250.000, bán ra là 48.020.000 đồng một lượng. SJC Nha Trang mua vào là 47.240.000, bán ra là 48.020.000 đồng một lượng. SJC Cà Mau mua vào là 47.250.000, bán ra là 48.020.000 đồng một lượng. SJC Bình Phước mua vào là 47.230.000, bán ra là 48.020.000 đồng một lượng. SJC Huế mua vào là 47.220.000, bán ra là 48.030.000 đồng một lượng. Tại SJC Biên Hòa, Miền Tây và SJC Quảng Ngãi đều mua vào ở mức là 47.250.000 và bán ra là 48.000.000 đồng một lượng. SJC Đà Lạt mua vào là 47.270.000, bán ra là 48.050.000 đồng một lượng. SJC Long Xuyên mua vào là 47.250.000, bán ra là 48.020.000 đồng một lượng. Về giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC, thưa các bạn, vàng nhẫn 4 số 9 mua vào là 45.300.000 đồng, bán ra là 46.250.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 44.950.000, bán ra là 45.950.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào là 43.995.000, bán ra là 45.495.000. Vàng nữ trang 18K mua vào là 32.916.000, bán ra là 34.616.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào là 25.242.000, bán ra là 26.942.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 10K mua vào là 17.613.000, bán ra là 19.313.000 đồng một lượng. Tiếp theo xin mời các bạn xem về tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay. Đô la Mỹ mua vào là 23.330 đồng, bán ra là 23.540 đồng. Đô la Úc mua vào là 14.496 đồng, bán ra là 15.102 đồng. Đô Canada mua vào là 16.246 đồng, bán ra là 16.942 đồng. Yên Nhật mua vào là 212 đồng, bán ra là 223 đồng. Euro mua vào là 24.826 đồng, bán ra là 26.091 đồng. Franc Thụy Sĩ mua vào là 23.614 đồng, bán ra là 24.600 đồng. Bảng Anh mua vào là 28.508 đồng, bán ra là 29.698 đồng. Nhân dân tệ mua vào là 3.247 đồng, bán ra là 3.383 đồng. Đô Singapore mua vào là 16.076 đồng, bán ra là 16.747 đồng. Ở mức USD tự do thì mua vào là 23.520 đồng và bán ra là 23.620 đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo ngày mai.